Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Tấn Phước và Nguyệt Quế sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý khán giả những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Va chạm giữa xe tải và xe mô tô, một người tử vong. Truy tố 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 40 tỷ đồng. Đột kích trường gà quy mô lớn tại Cà Mau. Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi dúi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, sau hơn 4 tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, thì cả nước đã tiêm được gần 15,2 triệu liều vaccine. Đến thời điểm này, mục tiêu 80% trẻ được tiêm mũi 1 đã hoàn thành. Và để có một mùa tụ trường an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho học sinh, ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ tại tỉnh Phú Yên. Hôm qua, trước thềm năm học mới, em Đàm Quyên Minh, 9 tuổi, đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu tiên. Bố mẹ con dạy đi tiêm để phòng chống dịch. Vì hai lần trước là bạn bị, trong cái thời gian bị dịch COVID là bạn bị mắc bệnh cho nên là không có đi tiêm được. Trong khi đó, các em học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng bắt đầu khi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại tỉnh Phú Yên mới đạt 17%. Mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 77%. Với đặc thù nhiều lao động tự do, đi làm ăn xa, nên địa phương này gặp khó khăn trong việc hoàn thành các mũi vaccine cho trẻ. Chúng tôi chỉ đạo cho các trường là phối hợp với trạm y tế của các xã phường thị trấn để mà tổ chức cái chiến dịch tiêm tại trường thì cái tỷ lệ nó mới tăng lên. Với học sinh từ 5 đến 18 tuổi thì chúng tôi cũng yêu cầu trong ngành giáo dục đào tạo là quán triệt đến từng cán bộ giáo viên nhà trường phải đưa cái thông điệp này đến cho phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh học sinh, là cha mẹ học sinh phải ý thức được là trách nhiệm mình đưa con em đi tiêm vaccine. Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đều khẳng định tiêm vaccine là yếu tố quyết định, là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng mới. Hiệu lực của vaccine sẽ giảm sau 3 đến 5 tháng tiêm, vì vậy để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm các mũi nhắc lại theo hướng dẫn. Phối hợp và theo dõi các cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, khi mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc hướng dẫn tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta sẽ tiếp tục tiêm. Chúng ta vẫn phải tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng cũng như là các cái biện pháp phòng chống dịch. Chiến dịch vui Trung thu và tụ trường an toàn được Bộ Y tế phát động tại Phú Yên nhằm lan tỏa thông điệp cho nhiều đối tượng người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị, nông thôn đến biên giới, hải đảo, hưởng ứng và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao và trẻ em. 9 người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà 4 tầng giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vừa được lực lượng chức năng giải cứu, trong đó có 5 người phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ chiều qua tại tòa nhà cao 4 tầng là trung tâm phục hồi chức năng ở số 271 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, nhóm 9 người đang đi thang máy xuống tầng trệt. Khi đến nơi, cửa thang máy gặp sự cố không thể mở. Nhiều người cố hợp sức nhưng không thành. Nhóm người đứng bên trong cabin rộng chừng 2m2 bấm chuông cầu cứu. Một số bị ngạt thở do thiếu oxy. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 5 đã điều 3 xe cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải cứu các nạn nhân. Do thời gian kẹt trong thang máy khá lâu, 5 nạn nhân đã gặp vấn đề về sức khỏe, được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe 5 trường hợp trên đã ổn định, hiện nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại Lạng Sơn, sau hơn 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể 5 học sinh lớp 11 bị nước cuốn mất tích khi đi qua ngầm tràn Thác Trà. Trước đó, thi thể của nạn nhân được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 9 km. Lực lượng chức năng đã làm các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 8, NDQ, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, khi đi qua ngầm Thác Trà đã bất cẩn trượt ngã xuống sông, bị nước cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân,
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do địa hình sông rộng, nước sâu kèm theo mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, trên đường tỉnh 751 đoạn qua xã Minh Long, huyện Chân Thành của tỉnh Bình Phước đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe mô tô, khiến cho một người tử vong tại chỗ. Xe ô tô tải mang biển số 93C03828 do tài xế Điểu Hoàng Dương, sinh năm 1995, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 751. Khi đến đoạn thuộc xã Minh Long, huyện Chân Thành, thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển số 93F1-41392 do anh Đỗ Quốc Tuấn, sinh năm 2001, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chân Thành điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Va chạm mạnh làm cho anh Tuấn ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Chân Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng trên lĩnh vực giao thông, thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng tỉnh Lào Cai cần bố trí cán bộ trực 24/24, thực hiện điều hành hoạt động vận tải hành khách, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải để tiếp nhận phản ánh từ người dân, kịp thời xử lý vi phạm. Chỉ đạo thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, có biện pháp ngăn chặn, xử lý với các phương tiện chở quá số người quy định, xe khách đón trả người không đúng nơi quy định. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới kéo dài 4 ngày. Và cùng thời điểm này, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức lễ hội độc lập với các hoạt động hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách tham gia. Hiện thì các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc đã chuẩn bị sẵn sàng mở cửa phục vụ khách du lịch. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Tại điểm du lịch nằm trên đường vành đai đường tỉnh 848 thuộc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, những ngày này 5.000 gốc hoa hồng các loại, 3.000 cây hoa cánh bướm và 2.000 cây hoa hồng ri đã bắt đầu khoe sắc. Bên cạnh đó, điểm du lịch này còn trang trí mới các tiểu cảnh để tạo không gian cho du khách tham quan và chụp ảnh. Trong khi đó, các homestay, điểm du lịch cộng đồng tại thành phố Sa Đéc cũng đã sẵn sàng điều kiện phục vụ ăn uống, lưu trú và phương tiện đưa rước nhằm tạo ấn tượng cho du khách về hình ảnh thành phố hoa, mến khách và thân thiện. Được mệnh danh là dựa hoa của đồng bằng sông Cửu Long, mỗi kỳ nghỉ lễ, làng hoa Sa Đéc đón hàng ngàn du khách đến tham quan. Do đó, kỳ nghỉ lễ này, các khu điểm du lịch nơi đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến của nhiều du khách để phục hồi ngành du lịch sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Truy tố 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 40 tỷ đồng. Đột kích trường gà quy mô lớn tại Cà Mau. Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi dúi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ, kết thúc điều tra để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 40 tỷ đồng. Trước đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang tại 6 điểm trên địa bàn phường Khánh Xuân và xã Hòa Khánh đang ghi số đề cho các con bạc. Hơn 20 người liên quan được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ trên 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động, một xe ô tô cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề. Bước đầu, công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay do Quỳnh Văn Dương, 39 tuổi, và Đào Ngọc Tài, 42 tuổi, cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, chỉ nhận phơi đề qua tin nhắn điện thoại.
Đến cuối ngày thì căn cứ vào kết quả xổ số rồi xác định thắng thua với các con bạc. Hàng chục người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền đã bị bắt giữ khi lực lượng công an tỉnh Cà Mau đột kích tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Thấy lực lượng công an ập vào vây bắt, 29 đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền tháo chạy nhưng đều bị khống chế bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà đá, 21 điện thoại di động, 18 xe máy, hơn 72 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, tụ điểm đá gà này do DVC, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tổ chức. Lực lượng công an đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn Thủy, sinh năm 1990, quê ở Phú Yên và Bùi Văn Tèo, sinh năm 2003, quê ở Kiên Giang, số tiền là 4 triệu đồng về hành vi đổ trộm rác thải. Trước đó, qua quan sát camera an ninh, công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai người điều khiển xe lôi tự chế chở đầy bao tải chạy trên quốc lộ 1. Khi vào đường song hành, họ nhanh tay thảy nhiều bao tải rác thải xuống lề đường. Ngay lập tức, công an phường Tam Bình triển khai lực lượng đến bắt quả tang, đưa cả hai người trên về làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi chở rác thải đi đổ trộm của mình. Có giá trị kinh tế cao, con dúi đang được nhiều hộ nông dân lựa chọn phát triển kinh tế gia đình. Và tại Thanh Hóa, mạnh dạn chuyển sang nuôi dúi, một nông dân đang có thu nhập hấp dẫn với hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đã nuôi nhiều loại vật nuôi nhưng không hiệu quả. Cuối năm 2019, tình cờ biết đến mô hình nuôi dúi, ông Nguyễn Văn Thắng ở xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng để mua 15 đôi dúi về nuôi thử nghiệm. Chuyển sang nuôi dúi thì cảm thấy là hiệu quả và gia đình thấy thu nhập cũng ổn và đang sẽ nhân giống thêm. Quan trọng nhất là cái khu thứ nhất là chuồng trại này, phải lập hai lớp tôn này, một lớp chống nóng và một lớp chống mưa này, mùa đông cho nó ấm, mùa hè thì nó mát. Sau thời gian nuôi và đạt hiệu quả, ông Thắng đã mở rộng quy mô thêm 3 khu chuồng nuôi. Để giảm chi phí trong chăn nuôi, ông Thắng tự trồng mía, bắp, tre làm thức ăn cho dúi và học cách nhân giống đàn dúi từ mạng internet, sách vở. Theo ông Thắng, dúi dễ nuôi, dễ kiếm thức ăn, ít công chăm sóc nhưng lại có giá trị kinh tế cao. Trung bình một năm dúi có thể sinh sản 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 5 con. Dúi con nuôi sau 7 tháng có thể bán. Hiện gia đình ông Thắng đã phát triển được hơn 300 con dúi mẹ. Trung bình mỗi năm bán gần 1.000 con dúi giống và thương phẩm. Trong cái năm tiếp theo, hội nông dân của xã Phú Nhuận là tiếp tục là nhân rộng mô hình. Ngoài cái tập huấn khoa học kỹ thuật thì trong đó là có hỗ trợ cho bà con về cơ chế, tham mưu cho cấp ủy chính quyền tạo mọi điều kiện để cho họ có nơi đất để người ta là canh tác, để trong đó chuyển đổi mô hình. Nhờ nuôi dúi, cuộc sống của gia đình ông Thắng sung túc hơn. Mỗi năm trừ chi phí, mô hình nuôi dúi giúp ông thu lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế đó, ông Thắng dự định thời gian tới sẽ mở rộng chuồng trại. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật cho người dân địa phương cùng phát triển mô hình này. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch đặc sản trám đen. Năm nay trám ít trái hơn so với năm trước nhưng mà có giá cao, mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Trám đen ở vùng đất Thanh Chương, Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An được trồng chủ yếu trong vườn nhà, vườn đồi. Trám đen thuần chủng, cây cao tán rộng. Nhà trồng ít thì có 1 đến 3 cây, nhà trồng nhiều thì 7 8 cây. Theo bà con nông dân thì trám đen năm nay không được mùa, chín muộn hơn so với năm trước. Khi trám chín thì phải thu hoạch đúng thời điểm, nếu hái sớm thì trái còn xanh, còn nếu hái muộn thì trái trám sẽ bị dính nhiều nhựa và nhanh hỏng. Dụng cụ phục vụ cho việc hái trám rất đơn giản, gồm cây sào dài và chiếc liềm sắt buộc vào đầu cây sào để tỉa trái trám từ trên cây rơi xuống đất. Anh Lê Văn Lĩnh, 40 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ cho biết, giá trám hiện nay khá cao, dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng một ký. Anh đến các vườn trên địa bàn huyện Tân Kỳ để thu mua, nhưng nguồn hàng không đủ cung cấp cho thương lái. Anh phải thuê thêm người hái. Mỗi thợ trèo cây hái được trả 500.000 đến 600.000 đồng một ngày, người nhặt thì từ 200.000 đến 250.000 đồng một ngày. Trung bình mỗi ngày, anh Lĩnh thu gom từ 2 đến 3 tạ trám đem về nhà để chọn lọc, sau đó liên hệ các thương lái đến lấy.
Thời gian gần đây, trám đen trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng, giúp người trồng trám có thêm nguồn thu nhập. Trái trám đen có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã như trám kho cá, kho thịt, trám muối, xôi trám. Thưa quý vị và các bạn, không còn những lo sợ khi mùa mưa lũ đến, không còn bị nước lũ cô lập, người dân huyện Đắk Rông của tỉnh Quảng Trị vui mừng khi mà những cây cầu vượt lũ bắc qua sông hiện hữu. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Thôn Bia Rang 1 và Bia Rang 2, xã A Bung, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Những năm trước đây, mỗi khi mưa lũ, người dân trong bản bị cô lập hoàn toàn do nước sông Đắk Rông dâng cao. Nhiều ngày bị chia cắt, nhu cầu về thực phẩm hoặc cấp cứu trong tình huống khẩn cấp không thể thực hiện. Từ khi được nhà nước hỗ trợ xây dựng những chiếc cầu vượt lũ bắc qua sông Đắk Rông, hàng chục hộ dân ở hai thôn đã đi lại thuận tiện với bên ngoài. Có cầu này rồi là không la lụt bão nữa, không la là nước cái đã nước cái chi cái đó rồi. Bây giờ ra mua cáo ăn vẫn đủ rồi. Đó. Đó. Buôn bán là đủ hết rồi. Đã được đi vô đi lại rồi. Trước đây là không được. Thời gian qua, từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững, quỹ khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều cây cầu vượt lũ vượt qua sông Đắk Rông được xây dựng mới, kiên cố và chắc chắn, được đưa vào khai thác sử dụng đem lại hiệu quả tích cực cho đồng bào dân kiều ở các xã A Bung, Húc Nghì, Ba Nang, Tà Rục. Cái vấn đề mà xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái hệ thống cầu vượt lũ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là cứu nạn cứu hộ. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của rất nhiều cái tổ chức của nhà nước, rồi của các cái dự án ODA, rồi từ các cái chương trình mục tiêu, rồi hỗ trợ có mục tiêu của cấp trên, thì cái hạ tầng về phòng chống thiên tai cũng được nhân dân cải thiện, vừa đáp ứng công tác phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ, đồng thời cũng vừa giúp phát triển kinh tế xã hội trong bà con cái vùng miền núi Đắk Rông. Những cây cầu vượt lũ kiên cố không những phát huy hiệu quả trong lúc mưa lũ chia cắt mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giúp giao lưu trao đổi hàng hóa và nâng cao chất lượng đời sống của người dân ở địa bàn còn khó khăn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại Thanh Vy để điểm qua một số tin chính đáng chú ý trên các báo phát hành sáng ngày hôm nay. Xin được mời Thanh Vy. Cảm ơn Tấn Phước và chị Mười Quế. Dân đầu tiên chúng ta điểm qua báo Tuổi Trẻ. Bài viết thị trường xăng dầu sao mãi bất thường đang trên trang nhất của báo cho biết, những ngày gần đây thị trường xăng dầu lại có hiện tượng không bán hàng. Ông Bùi Ngọc Bảo, quyền chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho rằng những bất thường trên thị trường xăng dầu cần được nhìn nhận thẳng thắn là có sự thiếu nghiêm túc của một số doanh nghiệp khi không tuân thủ đúng quy định pháp luật và sự thiếu sâu sát của cơ quan chức năng địa phương. Báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài viết về hành trình giải cứu 4 bạn trẻ quê ở Hải Phòng bị bán và làm việc trong một casino ở Campuchia, bị bốn nuôi là Nguyễn Văn Anh, 45 tuổi, biệt danh Anh Trọc, ngụ quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng lừa bán trước đó. Để có thể đưa 4 thiếu niên Hải Phòng ra khỏi casino Campuchia về nước an toàn, phải kể đến sự lăn xả và nhiệt tình của ông Lê Đầy, một Việt kiều đang sinh sống tại Phnom Penh. Chi tiết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang 5 của báo. Cũng trên báo Tuổi Trẻ hôm nay cho biết sẽ thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Gửi hàng quá theo xe khách, người gửi phải cung cấp ít nhất 5 thông tin, cấm dùng xe limousine cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách. Đó là những chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Số phát hành ngày hôm nay, báo Tuổi Trẻ còn nhiều thông tin đáng quan tâm khác, như là sau nhiều năm thua cuộc so với hàng Trung Quốc, thì năm nay nhờ giá cả cạnh tranh và mẫu mã phong phú, lồng đèn Việt Nam đã thắng thế tại nhiều điểm bán và sản phẩm trong nước gần như áp đảo hoàn toàn. Đầu năm học mới 2022-2023, các chợ buôn bán giáo án trực tuyến nhộn nhịp trong bối cảnh nhiều khối lớp sẽ áp dụng chương trình mới, thay đổi sách giáo khoa. Trên mạng xã hội, gõ từ giáo án vào ô tìm kiếm sẽ nhận về hàng chục kết quả đề xuất về các hội nhóm liên quan, từ chia sẻ, miễn phí đến trao đổi, mua bán loại hàng hóa đặc biệt này. Trên trang Thế Giới, báo Tuổi Trẻ có thông tin cho biết giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 550% trong vòng 12 tháng qua. Người dân châu Âu đang cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, nhưng hóa đơn vẫn không ngừng tăng lên. Chúng ta cùng chuyển sang báo Thanh Niên quý vị nhé. Bài toán bảo đảm nguồn cung điện là nhan đề bài viết nổi bật trên trang nhất của báo.
Tác giả cho biết nhiều nước trên thế giới đang đối diện với tình trạng hạn hán, thiếu điện trầm trọng. Việt Nam không nằm ngoài dòng xoáy đó khi nhu cầu tăng, song những vướng mắc về cơ chế khiến nhiều dự án điện tái tạo chưa thể vận hành hết công suất. Từ tháng 7 đến nay, EVN liên tục đưa ra cảnh báo tiêu thụ điện tăng mạnh và hệ thống điện vẫn đối mặt với nguy cơ thừa mà thiếu do nguồn dự phòng không có nhiều. Những ngày này, nước trên các kênh rạch dọc biên giới thuộc hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp bắt đầu tràn khỏi bờ. Nhiều thửa ruộng nước đã qua đầu gối, báo hiệu một mùa mưu sinh mới của người dân miền Tây. Miền Tây ngóng mùa lũ đẹp. Bài báo viết về những sản vật miền Tây trong mùa lũ và tất bật các hoạt động mưu sinh của người dân trong mùa lũ năm nay. Tờ Thanh Niên hôm nay còn có bài viết nói về thực trạng lương thấp nên nhiều nơi không tuyển được giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học. Đồng thời cho biết, một thực trạng hiện nay với chuyên môn ngoại ngữ, sinh viên tốt nghiệp đại học có nhiều cơ hội việc làm thu nhập cao hơn nên rẽ hướng không chọn nghề giáo. Hôm nay, tờ Thanh Niên còn đăng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, như là Ngân hàng Nhà nước dự kiến trong tuần này sẽ thông báo hạn mức tăng trưởng tín dụng đến các ngân hàng. Hơn 457.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng mới được mong đợi bổ sung ra thị trường vào những tháng cuối năm. Trên trang quốc tế, báo Thanh Niên đưa tin, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA gặp thử thách lớn đầu tiên khi chuẩn bị khởi động sứ mệnh không người lái Artemis 1 nhằm tiến tới giấc mơ thám hiểm mặt trăng và sao Hỏa trong tương lai. Trưa qua giờ Việt Nam, các đội ngũ của NASA bắt đầu nạp oxy và hydro lỏng cho tên lửa đẩy SLS, sẵn sàng cho vụ phóng vào tối cùng ngày từ Trung tâm Không gian Kennedy thuộc bang Florida. Tuy nhiên, việc không khắc phục được sự cố động cơ làm mát ngay trước giờ dự kiến đã khiến NASA phải ra tuyên bố hoãn phóng tàu vũ trụ vào tối qua. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc một điểm báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.